Hôm nay, nhân cách thứ nhất của thông thiên cuối cùng vẫn là muốn tiêu tán. Cuối cùng ngươi cũng chịu giao tiếp với ta. Ngươi sao lại có thể trực tiếp tiếp quản thân thể của bản tọa? Ngươi liên tục gọi ta chỉ vì muốn nói những điều này à? Nhân cách thứ hai, ngươi cần phải hiểu rõ, ta mới là nhân cách thứ nhất, ta mới có được quyền chủ đạo. Để ngươi ra ngoài để ngươi nhìn xem các đệ tử bị rớt à? Ngày đó, bản tọa đã phong tỏa thức hải. Các đệ tử của tiệt giáo có sao không? Ngươi còn biết quan tâm đến đệ tử của tiệt giáo? Huyền môn đã muốn cùng tiệt giáo đại quyết chiến rồi. Ngươi ra ngoài được rồi lại có thể làm gì? Xem tiệt giáo diệt vong hay sao? Cuối cùng đã đến tình trạng này rồi. Ngươi không phải là muốn biết chuyện gì xảy ra à? Ngươi ra ngoài liền sẽ biết thôi. Ngươi không sợ ta ra ngoài lại đi làm hòa với Huyền môn à? Ngươi nghĩ còn có khả năng hòa giải sao? Đa Bảo, Kim Lăng, Ngô Đương, Quy Linh, các ngươi mau đến đây. Làm sao? Bây giờ thấy vi sư đều không lễ bái nữa à? Ngày xưa ta còn thu nhận các ngươi làm đệ tử, bây giờ mới vừa thành thánh nhân liền không biết lễ phép nữa à? Chúng ta bái kiến sư phụ, các ngươi vẫn còn hận ta phải không? Không thể nói là hận, đệ tử cho rằng trong thế giới hồng hoang này chính là mạnh được yếu thua, nhân từ nương tay sẽ chỉ mang lại họa cho bản thân. Sư phụ đối với chúng đệ tử có thù nghiệp tri ân, đệ tử tuyệt không dám quên, nhưng khi phong thần lượng kiếp giáng lâm, nếu chúng đệ tử không phản kháng, cuối cùng kết cục sẽ chỉ có thể lên bảng phong thần. Sư phụ, ngài chính là một trong tam thanh ban cổ chính tông, căn cơ phi phàm, cơ duyên thâm hậu, con đường tu đạo không gặp bất chắc, mà phần lớn các tu sĩ của tiệt giáo đều là sơn thanh dã quái hóa hình, không biết đã gặp bao nhiêu bão táp mới đến được ngày hôm nay. Trước khi lượng kiếp đến, sư phụ không từ bỏ để chúng đệ tử có được một nơi trốn trong thế giới hồng hoang này. Chúng đệ tử chỉ là muốn đạt được tiêu gia đại tự tại mà thôi, không muốn phải đi lên phong thần bảng nhận lấy sự điều khiển của thiên đình. Từ khi phong thần lượng kiếp mở ra, huyền môn liên tục âm mưu chống lại tiệt giáo. Chúng đệ tử biết sư phụ cũng từng thử chống lại, nhưng về mặt thực lực vẫn không địch nổi huyền môn. Nhưng sự xuất hiện của sư phụ nhân cách thứ hai khiến chúng đệ tử thấy được hy vọng. Các đệ tử chúng ta chỉ hy vọng sư phụ có thể bảo vệ được tiệt giáo mà thôi. Đạo của ta là gì? Không biết sư phụ định đi đâu? Ta muốn đi lang thang một chút. Sư phụ, ngài vẫn nên ở lại đây đi. Làm sao? Các ngươi lại muốn giam cầm ta ở đây à? Thông Thiên Thánh Tôn, bây giờ không phải lúc ngươi có thể ra ngoài. Tuy thực lực của ta đúng là không bằng nhân cách thứ hai, nhưng các ngươi có nhớ được, bản tọa đã từng là kiếm đạo đệ nhất nhân trong hồng hoang. Chu Tiên Tử Kiếm. Thái Thanh, Nguyên Thủy, đi ra gặp một lần đi. Thông Thiên, cuối cùng ngươi cũng trở về. Thông Thiên, ngươi đến đây có việc gì? Thế nào, ta đến đây ôn chuyện với các ngươi cũng không được à? Cái nhân cách hắc hóa của ngươi đã gây biết bao chuyện tổn thương thiên lý. Ngươi còn dám đến đây ôn chuyện à? Nhị đệ, thực ra chuyện này cũng không hoàn toàn do tam đệ gây ra. Tất cả đều bởi nhân cách hắc hóa kia mà thôi. Tam đệ, ngươi khi đến đây, hẳn là muốn hòa giải với chúng ta chứ gì? Tam đệ, ngươi có nguyện ý hòa giải với huyền môn không? Ta đâu có nói là muốn hòa giải. Đã ngươi nói như thế, vậy hãy nói xem ý kiến của ngươi đi. Ta cũng tin là người đã thấy, cái nhân cách hắc hóa thông thiên đã hoàn toàn kiểm soát tiệt giáo của ngươi. Ta trước đây cũng nói rồi, rất có thể trong một ngày không xa, ngươi sẽ không còn là chính mình nữa. Vậy ngươi có biện pháp gì không? Tam đệ, không bằng ngươi hãy giải tán tiệt giáo đi, rồi lập nên một tiệt giáo mới. Giải tán tiệt giáo, đó là những đệ tử mà ta đã từng bước thu nạp vào môn hạ, ngươi lại muốn ta giải tán bọn họ. Tam đệ, ngươi hãy lập một tiệt giáo mới, tất nhiên sẽ có đệ tử tự nguyện tiếp tục đi theo ngươi. Lúc đó ngươi cũng có thể trở về dưới sự dẫn dắt của đạo tổ, chúng ta ba anh em cũng có thể hòa giải. Tam đệ, chúng ta vào trong điện ngồi tâm sự một phen nhé. Để chúng ta huynh đệ ba người tụ họp một chút. Thôi được rồi, thật ra ta đến đây cũng chỉ muốn nghe nghe ý kiến của các ngươi. Quay về cùng một điểm, các ngươi hai người vẫn muốn ta kết nạp đệ tử, nhưng trong lời nói còn toát ra đầy những âm mưu. Thật là anh em tốt nhỉ. Như vậy, ta cũng không còn gì để nói nữa. Đại huynh, nhị huynh, gặp lại. Thật là chẳng hiểu nổi, tới chỗ này, nghe xong lại vội vã rời đi. Nhưng hắn cũng thật cảnh giác, không hề bước vào trong điện. Tiếc rằng, nếu có thể khiến hắn giải tán tiệt giáo, thì khí vận của tiệt giáo sẽ tan thành mây khói. Lúc đó, cho dù thông thiên hắc hóa xuất hiện cũng vô ích. Hiện nay thông thiên hắc hóa đã rút lui. Chúng ta có thể tận dụng cơ hội này để mưu tính một vài kế hoạch. Thôi được rồi, vì đã quyết định đại chiến sau trăm năm, không cần phải tích lũy quân sĩ thêm nữa. Hiện nay, vạn tộc hồng hoang đều đang luyện hóa đan dược mà đạo tổ ban tặng, lúc này không nên hấp tấp hành động. Chỉ cần thêm vài ngày, ta cũng sẽ bước vào thiên đạo hư không để tăng cường thực lực. Nhị đệ, ngươi cũng hãy chuẩn bị thật tốt nhé. Đối thủ của ngươi chính là nữ oa đấy. Đúng vậy, lần sau ta quyết không để hắn trốn thoát được nữa. Sư phụ đã trở về. Lạ thật, chỉ đi ra một lát mà đã về rồi. May mà chúng ta vẫn lo lắng sư phụ lại đi tìm lão tặc Hồng Quân. Không cần lo lắng, có ta và hậu thổ ở đây. Sư huynh cũng không thể đi đâu được. Cho dù hắn thực sự đi tìm Hồng Quân, chúng ta hợp lực cũng có thể kéo dài để sư huynh có thể xuất hiện. Sau đó một đoạn thời gian rất dài, nhân cách chính của Thông Thiên vẫn ở trên Kim Ngao đảo, chỉ dẫn các đệ tử của tiệt giáo tu hành.
Có chuyện gì vậy? Người có điều gì muốn nói với ta à? Ta có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Về sau tiệt giáo hãy giao cho người quản lý. Ý ngươi là... Ngươi đang làm gì vậy? Ta đã quyết định tự hủy diệt bản thân. Ta nhìn thấy sự thay đổi của ngươi. Ngươi không cần phải như vậy. Chúng ta vốn là một thể, có thể cùng tồn tại. Đây là lựa chọn của ta, không liên quan đến ngươi. Ta không biết mình nên hận ngươi hay là cảm ơn ngươi. Sự xuất hiện của ngươi đã làm rất nhiều việc mà ta không muốn, thậm chí không muốn làm, càng khiến ta cùng anh em thân tín trở nên thù địch. Nhưng nếu không có ngươi, có lẽ tiệt giáo đã không còn. Các đệ tử trong môn phái đã vào phong thần bảng. Một bên là những người anh em từng nương tựa lẫn nhau qua bao nhiêu năm tháng. Một bên là những đệ tử mà ta đã tận tâm dạy bảo. Vô số lần ta đã thỏa hiệp, nhưng chẳng qua là ta muốn tìm lại một chút cân bằng cho cả hai bên. Có lẽ nhiều người sẽ nói ta ngu xuẩn, đó chỉ là bởi vì họ không đứng ở vị trí của ta, mà nhìn xuyên suốt cuộc đời ta. Không phải như Thái Thanh và Nguyên Thủy, ta cũng không thể hoàn toàn buông bỏ. Sự mâu thuẫn trong đệ tử khiến ta không thể làm theo. Vì vậy, nhân cách thứ hai, việc này giao cho ngươi xử lý đi. Ta không phải là trốn tránh, mà là cảm thấy trong môi trường này không còn phù hợp với ta nữa. Về sau tiệt giáo giao cho ngươi quản lý. Còn có cái này thông thiên chi mê. Ngươi nói nhân cách này là một linh hồn sao? Ta cũng chưa hiểu rõ đến bây giờ, liệu nó có thể vào luân hồi không? Có lẽ vậy, hoặc ta cũng không rõ. Ha 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 ha, ngươi mạnh như vậy mà vẫn có chuyện không biết. Nếu có luân hồi, nhờ đến thăm ta một chuyến nhé. Được, bảo trọng. Nhân cách thứ nhất, bản tọa chắc chắn sẽ khiến cái tên thông thiên này vang dội khắp chư thiên vạn giới.